Hello mọi người, lại là Vân Vân đây. Nhìn mặt mình vui thế kia là biết ngay là mình đi chơi vào đúng hôm trời nắng cực kỳ là đẹp luôn ấy. Thực ra là đi ké với bố vì công việc, nhưng mà bố vì con gái mà bỏ ra một ngày để đi chơi, nên là tranh thủ đi những nơi mà ít người tới vì dịch bệnh mà. Ví dụ như là Hồ Yên Trung, hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích lên là 100 hectare. Chào các bạn, hiện tại mình và bố mình đang có mặt tại Hồ Yên Trung. Tại mình có ở đây như là một cái góc nào đó của Đà Lạt vậy. Mặc dù là mình chưa đi Đà Lạt bao giờ cả. Lúc đấy mà bảo là có mẫu ảnh ở đây thì xác định mình chụp cháy máy luôn ấy. Trời ơi, mình sẽ quay lại ở đây với bạn bè hoặc người gia đình để cùng nhau đi picnic ở đây. Ăn gà đồi, nướng đồ, picnic, check-in, chèo thuyền, hết nước chấm luôn. Có một địa điểm check-in là vườn địa đàng, có một cái cầu nó đi ra ngoài hồ thế này này. Xong có thể nhìn thấy chữ Hồ Yên Trung luôn. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn tạm xa thành phố ồn ào thì bạn có thể tìm đến đây. Với vẻ đẹp lãng mạn như thế này thì không bao giờ làm bạn thất vọng đâu. Hẹn gặp lại Hồ Yên Trung nha. Còn đây là mình lúc tạt qua siêu thị, ngồi trên xe mà ngắm cảnh bao biển của Hạ Long và thành phố Cẩm Phả thì không còn gì bằng luôn. Còn đây là công trình đường hầm xuyên núi có mặt cắt ngang lớn nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Đang mê mẩn ngắm con đường bao biển của thành phố Cẩm Phả thì phát hiện ra có một khu check-in. Ôi trời ơi, không xuống check-in thì hơi bị phí cuộc đời này luôn ý. Nhìn mấy bé chân dài hồng hạc là biết ngay là khoái lắm rồi đấy. Khổ thân ông bố, con gái bắt chụp hết chỗ này chỗ kia lại còn quay video nữa. Con, xin chào các bạn, hiện tại mình đang ở bãi biển Cẩm Phả. Bãi biển đầy tiềm năng du lịch. Không chê Vân nghèo thì lên xe Vân đèo. Cảnh biển nên thơ, cát trắng mịn, lại còn được trang trí bởi một con xe Hàn Quốc thế này thì chỉ có ảnh đẹp thôi các bạn ạ. Thời gian có hạn nên là mình cũng về mong cái thôi. Bye bye.